Chương 20. Đêm hôm ấy, khi chúng tôi bắt đầu đi ngủ thì trời sáng. Thời gian quá ít ỏi đối với người phải đến sở làm. Nội rất chu đáo, người đã điện thoại xin phép cho tôi với chị Thi Tình nghỉ một hôm. Anh Vũ Nông thì không thể vắng mặt ở phiên tòa, còn anh Thiên Nghiêu và anh Lý Kim công việc ở đài truyền hình thì chỉ bắt đầu từ xế trưa nên có thể chợp mắt một chút. Sau một đêm quá nhiều sóng gió, chúng tôi cũng khó mà chợp mắt được. Tiểu Sông lại ngủ trong phòng tôi. Nội vì muốn Tiểu Sông không bị quấy rầy nên bé Sang Sang được ở phòng người. Tiểu Sông có vẻ khá mệt nên khi đặt người lên chiếc giường mà cách đây có một năm từng ngủ, Tiểu Sông chỉ nói: "Chị Bình ơi, em giống như một chú ngựa sau bao năm buông gió trên sa mạc lũn sâu, sông pha nơi hoang dã bị sức móng, bị chấn thương cả người. Bây giờ mệt mỏi nhưng đã tìm về được mái ấm." Mặc dù Tiểu Sông yêu và lấy Ngũ Văn gần 2 năm, nhưng khi trở về, Tiểu Sông vẫn như một chú chim non bé nhỏ. Tôi đắp chăn cho Tiểu Sông và nói: "Chị rất sung sướng đón em về." Tiểu Sông lắc đầu định nói gì nhưng lại thôi, nàng nhắm mắt lại và thiếp đi. Tôi nằm cạnh mà lòng bồi hồi, mắt cứ ráo hoành không sao mà ngủ được, trằn trọc mãi một lúc rồi cũng ngủ. Nhưng khi tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi mở mắt ra thì đã 12 giờ rưỡi trưa. Tôi còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng tiếng Lưu Hữu Văn ngoài phòng khách làm tôi tỉnh hẳn. Hay lắm, thế mà còn dám mò đến đây. Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu, và khi bước ra phòng khách thì cả nhà đông đủ, kể cả Tiểu Sông. Lưu Hữu Văn đang bứt đầu bứt tai nói: "Em nghĩ kỹ đi Tiểu Sông, em là người hiểu anh nhất trong cõi đời này. Anh đâu có muốn như vậy, vì anh giết không được, anh thối chí, anh đau khổ nôn nóng. Anh không kiềm chế được lòng mình mới sơ sót như thế. Anh là một thằng chồng tồi, tồi nhất thế gian. Em hiểu anh. Anh nói một cách vô tâm, chứ đâu cố tình xúc phạm. Em đừng để tâm chuyện đó. Anh biết em là con người độ lượng, em thương anh và thương con. Tối qua anh hoàn toàn bị quỷ ám, anh cũng không biết mình đã lỡ lời nói gì, sai lầm gì. Bây giờ trước mặt em, trước mặt anh Thiên Nghiêu, Thi Bình, Vũ Nông và đủ cả nhà, anh xin nhận lỗi. Anh xin lỗi em. Hãy để đám mây kia tan đi. Em đừng làm phiền nội, hai bác và các anh chị ở đây nữa." Thú thật nếu là một người nào khác hiểu biết Hữu Văn không nhiều thì tôi đã tin lời Văn. Nhưng thực tế bao nhiêu lần xảy ra trước mặt, rồi chuyện đêm qua, lời xin lỗi hối hận thuyết phục kia đã không còn đủ sức thuyết phục nữa. Mặc dù tôi vẫn xúc động, làm sao tránh khỏi khi con người ta là con vật thích nghe chuyện bùi tai ru ngủ. Tiểu Sông trái lại tỏ ra rất cứng rắn, nàng ngồi yên bất động chờ Văn nói, sau đó mở lời: "Anh nói hết chưa?" Lưu Hữu Văn thở dài, sự khổ tâm hiện lên khuôn mặt hốc hác. "Nói hết gì? Lòng tốt của em đối với anh làm sao kể hết, còn sự xấu xa của anh chẳng biết lấy gì để che giùm." Tiểu Sông cắt ngang: "Vậy thì ở đây ai cũng bận rộn hết, anh đừng kể lể nữa. Hẳn ai ở không nghe đâu." Và quay sang Vũ Nông, Tiểu Sông nói: "Anh Vũ Nông, chuyện em nhờ anh đêm qua anh đã chuẩn bị chưa? Nhưng ở đây có mặt đông đủ, anh làm ơn giải quyết luôn cho dứt khoát." Anh Vũ Nông móc ra túi tấm đơn làm sẵn. Anh do dự nhìn Tiểu Sông: "Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Tiểu Sông có thật là đã suy nghĩ chín chắn rồi chứ?" "Còn gì nữa? Bộ anh tính để tôi phải khổ tới khổ lui mãi sao? Tôi không muốn kéo dài cuộc sống như thế này nữa. Tôi đã quyết định." Tiểu Sông đưa tay đón lấy lá đơn trên tay anh Vũ Nông, đọc một chút, Hữu Văn tái mặt, anh ta ấp úng: "Mấy người làm gì thế?" Tiểu Sông đưa hai lá đơn cho Hữu Văn: "Yêu cầu anh hãy ký vào lá đơn ly dị này. Chúng ta không có tài sản để chia, cũng không có tiền để tranh chấp, chỉ có một mình bé Sang Sang. Tôi nghĩ là tôi có bổn phận nuôi nó đến trưởng thành." Hữu Văn đứng lên đổi ngay sắc mặt: "Khoan, ai bảo em là chúng ta sẽ ly dị?" Tiểu Sông cương quyết: "Tôi nói, nếu anh đồng ý ký, chúng ta sẽ chia tay trong vui vẻ, và sau này vẫn còn tình bạn. Còn nếu anh không đồng ý, tôi vẫn ly dị, lúc đó tình cảm của hai bên sẽ bị tổn thương. Tôi đưa vấn đề ra tòa án, không cáo anh ngược đãi tôi, và cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích." Hữu Văn trừng mắt: "Ngược đãi? Tôi ngược đãi em bao giờ?" "Rất nhiều lần.
Tôi không đưa ra được chứng cứ nội cái chuyện anh bỏ nhà đi thâu đêm bên sòng bạc. Bố mẹ con tôi trơ trọi cũng là một sự ngược đãi. Tôi vẫn có bằng chứng, cái giấy chứng thương ở bệnh viện Hùng Ân. Lương Hữu Văn lớn tiếng: đó chỉ là một tai nạn, không lẽ chuyện vợ bị đẻ non cũng là lý do để ly dị? Lý do đó không vững. Tứ Sông lạnh lùng nói: vâng, chỉ là một tai nạn. Tiếc một điều là trong cuộc sống chúng ta tai nạn quá nhiều, khiến tôi không thể nào tiếp tục sống với anh. Vì nếu để nó kéo dài một ngày nào đó, chắc tôi chết mất. Anh Văn, anh nghĩ kỹ đi. Anh hãy buông tha cho tôi, coi như anh đã làm được một việc tốt. Lương Hữu Văn ngỡ ngàng nhìn Tiểu Sông, rồi nhìn chúng tôi như để tìm kiếm đồng minh. Thấy tình hình không ổn, anh chàng lại nhìn nội. Mồ hôi điểm lấm tấm trên gương mặt của Hữu Văn. Trời tháng 7 thật là nóng. Nội ơi nội, nội nói đi, nội coi giùm con. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, tại sao đụng chút lại đòi ly dị? Thế gian này ai cũng vậy, thì còn gì là gia đình? Tiểu Sông cứng đầu lắm. Nội, nội nói hộ con đi. Nội đang bé bé sang sang, nó đang trèo lên vai người, nghịch chiếc cổ áo. Người vừa vỗ nhẹ vào đít nó vừa nói: con muốn nội nói gì? Nội là người ở thế hệ trước, lạc hậu hơn thời các con. Lúc nội lập gia đình, phải có lễ ra mắt, lễ nối, lễ cưới mâm cỗ đầy đủ. Lễ nghi chứ đâu phải dân minh như các con, mà chỉ cần ra tòa án ký cái rẹt là xong. Vậy mà nội vẫn ở với nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời, con tuổi con, quen nhau yêu nhau vội vã lấy nhau. Lấy nhau một cách dễ dàng như đi chợ, có khi chưa phải là yêu nhau, cũng lấy nhau rồi thôi nhau. Làm cái gì cũng vội vàng, không đắn đo suy nghĩ. Ở thời đại này, nội không hiểu gì hết, và nội cũng không mong mỏi gì. Tiểu Sông là cháu của nội, nội chỉ mong nó sung sướng, ngoài ra nội không cần gì cả. Lương Hữu Văn bối rối, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi nhìn Tiểu Sông. Tiểu Sông, anh nghĩ là em chỉ giận anh, em nói vậy thôi. Chúng ta đâu đến nỗi phải ly dị, phải không em? Sống trên đời này, em thấy đấy, anh chỉ có một thân một mình, anh chỉ có... Tiểu Sông tiếp lời: anh chỉ có em và con thôi phải không? Và em với con là thế giới của cuộc đời anh, là tất cả. Nếu chúng tôi xa anh sẽ mất tất cả, cuộc sống rồi sẽ hết ý nghĩa. Và nếu em tha thứ cho anh thì anh sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ vĩnh viễn bỏ cả linh hồn. Cuộc sống là một sự tuần hoàn giữa chết đi và sống lại. Anh lúc nào cũng chết đi sống lại, và anh sẽ là con người hoàn toàn mới. Tiểu Sông nói như trả bài khiến Hữu Văn vui lên. Đấy, thấy không, em đúng là người hiểu anh. Tiểu Sông cười đau khổ: Dương, em hiểu anh vô cùng. Vì quá hiểu anh nên em không thể chịu nổi với kịch cũ nha đi nha lại. Vì hiểu anh nên tất cả lời thề thốt, lý luận, tỏ tình mật ngọt của anh, lập luận tràn gian đại hải cũ rích, em rõ hết tim đen của họ. Vì vậy nó đã mất tác dụng từ lâu rồi với em. Hữu Văn hét: lời nói của anh không phải là rỗng tuếch. Nếu anh hứa suông thì trời đầy anh đi. Anh nói thật, dù em có khi dễ, dù em có hận anh như thế nào, cũng phải dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh cương quyết không ly hôn vì anh yêu em. Tiểu Sông lên tiếng: yêu em? Sao anh lại có thể dùng tiếng yêu một cách dễ dàng như vậy? Anh yêu em lắm sao? Lúc em thập tử nhất sinh trong phòng giải phẫu thì anh ở đâu? Ngày đông rét mướt ngồi chờ anh về. Anh không về lúc bé Sang Sang lên ban đỏ, em phải bế nó suốt đêm thì anh cũng đi vắng. Vậy anh nói thương em là thương ở chỗ nào? Hữu Văn đỏ mặt nói: em đừng đem sai lầm nhỏ nhặt đó ra để đánh giá tình yêu. Nếu không yêu em là anh đã ký giấy ly dị. Anh cần gì phải van xin năn nỉ, cần gì hạ thấp tự ái mình trước mặt cả nhà họ Chu này, phải không chứ? Nói như anh, tất cả đều là lỗi tại tôi, không hiểu. Chứ anh yêu tôi lắm, chỉ tội các anh hay phạm sai lầm, anh không biết cách biểu lộ tình yêu thôi. Đúng đấy, đúng đấy. Tiểu Sông lắc đầu: nếu đúng như thế thì càng bi đát hơn, vì tình yêu mà không biết cách biểu lộ tình yêu còn khổ hơn là không yêu. Em cũng gắng tin điều anh nói, có điều như nhiều lúc anh nói, sự hiện hữu của em và con là một trở ngại cho tương lai của anh, là đau tổn phụ với chết tài hoa của anh. Hữu Văn, nhiều lần em đã cố gắng đóng vai người vợ hiền, nhưng em diễn xuất dở quá nên đã lỡ làm hại anh. Vậy thì hôm nay em xin được từ chức,
để khỏi làm phiền anh nữa. Dù anh chấp nhận hay không em cũng từ chức. Nghĩa là em vẫn giữ ý là ly dị. Dương, Lương Hữu Văn quay sang cha tôi. Bác trai, bác cho con một ý kiến khách quan đi. Tứ Sông làm như vậy có quá đáng lắm không? Cha tôi nói, bác thấy thế này, con là một thanh niên có tài, có tiền đồ rạng rỡ, nhưng con mộng thì cao mà không thực tế. Cái bi kịch của cuộc đời con là tự đánh giá mình quá cao, tưởng mình là trên hẳn mọi người. Kết quả làm gì cũng thất bại, bác cũng không làm sao giúp con được. Tiểu Sông nó được bác mang từ Cao Hùng dạy nuôi dưỡng như con. Hôm nay bác nói một nhận xét khách quan. Nếu để nó tiếp tục sống với con, nó sẽ chết mất. Bác muốn cứu nó. Lưu Hữu Văn, thôi thì con ký giấy ưng thuận đi. Lưu Hữu Văn lắc đầu quay sang mẹ. Còn bác gái, nếu cậu hỏi tôi thì tôi xin trả lời như nội mấy đứa nhỏ. Ngoài ra tôi còn thấy Tiểu Sông trước kia, lúc lấy cậu nó tự ý lấy, chứ không hỏi ý kiến ai. Bây giờ thì nó cũng toàn quyền quyết định ly hay không ly hôn với cậu. Lưu Hữu Văn chết lặng nhìn chúng tôi. Anh chàng tự biết mình cô độc, không có đồng minh, nên cuối cùng bám chiếc vào cuối cùng là Tiểu Sông. Tiểu Sông, em không có quyền như vậy. Lúc lấy nhau ta đã thề sẽ ở bên nhau đến răng long tóc bạc cơ mà, làm sao em có thể quên nhanh như vậy chứ? Tiểu Sông đau khổ nói, em chưa quên. Ngay từ trước khi lấy nhau em đã nguyện với lòng là sẽ yêu anh, chăm sóc anh, để anh viết lách làm nên sự nghiệp đoạt giải Nobel. Nhưng rồi anh đã viết được mấy chữ, hay là anh chẳng làm được gì hết? Lưu Hữu Văn phẫn nộ, tôi biết rồi, cô thấy tôi nghèo không có giận mai và cô bỏ rơi tôi. Cô lấy tôi chỉ vì muốn có danh vọng. Thực ra cô muốn lấy một người thành công chứ không phải muốn lấy tôi. Khốn nạn thật, trên đời này được có bao nhiêu người. Cô thực dụng đến độ như vậy sao? Thấy tôi chẳng làm nên sự nghiệp, cô ly dị để lấy thằng khác. Tiểu Sông nhìn Văn tuyệt vọng. Anh đừng nói bậy, đừng trút hết lỗi lầm của mình cho người khác. Cái chuyện đoạt giải này nọ là do chính miệng anh hoan hoang, không phải chuyện em đòi hỏi. Anh cũng từng cho rằng tại vì em mà anh xui xẻo không giết lách được. Thì bây giờ em trả tự do cho anh, để anh phát huy tài năng của mình. Đừng cho mình là thất bại vì lý do này lý do nọ. Muốn thất bại cũng phải hành động để có được cái kinh nghiệm của thất bại. Chỉ cứ ngồi không chờ thời rên rỉ không làm thì biết gì là thất bại. Nếu bây giờ anh viết được một chuyện nào đó khoảng 10.000, 20.000 chữ, dù có được đăng báo hay không, em sẽ công nhận ngay anh là nhà văn. Đằng này không viết được cái gì hết, anh không cố gắng. Điều mà em thất vọng nhất ở anh không phải anh nghèo, không lãnh được giải, mà là anh chẳng có ý chí phấn đấu. Anh chỉ thích ngồi một chỗ than trời trách đất, muốn đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm. Đụng một tí là anh nằm trên giường than bệnh nhức đầu, đau lưng, không thể làm việc được. Nhưng anh lại sẵn sàng thâu đêm bên sòng bạc. Em đã chịu đựng quá sức mình. Anh Hữu Văn, hãy tha cho em. Hữu Văn chau mày bất lực nhìn mọi người. Chỉ đứng cả trên mặt lý, anh ta cũng không đấu lại Tiểu Sông. Anh chợt thấy tức giận, lớn tiếng. Được rồi Tiểu Sông, cô cậy ở đây đông người, cô làm nhục tôi. Cô đừng hiểu tôi không hiểu tim đen của cô. Lúc đầu ở đây có người đeo đuổi, cô chê người ta là thột chân. Cô sợ lấy nó nên cô bám vào tôi. Khi lấy tôi rồi, cô thấy tôi nghèo, không chỗ tựa, cô lại hối hận. Gã thột kia dù sao cũng có quyền thế, có địa vị, cô muốn quay lại. Thế là cô kiếm chuyện với tôi. Lý do để ly dị không phải là tôi, mà là vì muốn gả cho Thiên Nghiêu kia kìa. Đang cố trầm tĩnh nghe Hữu Văn nói, Tiểu Sông bàng hoàng. Anh Thiên Nghiêu thì khỏi nói, giận dữ dẹt đám đông qua một bên bước tới. Thấy không khí căng thẳng, cuộc thương hùng sắp xảy ra, cha tôi hét lớn, Hữu Văn, cậu im đi. Hữu Văn quay lại cha tôi, mấy người ấy đông định hiếp tôi ư? Ở đây tôi chỉ có một mình, mấy người muốn giết thì cứ nhảy vô. Nào Thiên Nghiêu, mày có giết thì ra tay liền, bằng không sẽ bị mang tiếng là dụ dỗ vợ người, vá quả gia can người ta. Anh Thiên Nghiêu mặt tái xanh, nhấn mạnh từng chữ. Lương Hữu Văn, hôm nay tao không đánh mày vì mày không phải là thằng đàn ông. Mặc dù trước đây tao rất ghét mày, tao ghét mày vì tưởng mày có tài giỏi hơn tao. Bây giờ tao biết rõ mày dơ bẩn đê tiện, mày chỉ là một đống rác.
mày dám sử dụng cả ngôn ngữ thấp hèn nhất để lăng mạ người đàn bà mày từng yêu quý, thì rõ ràng mày là thằng hết thuốc chữa, đánh mày bẩn tay thôi. Anh Thiên Yêu nói một cách hào hứng. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đáng yêu như vậy. Hữu Văn như bị gõ trúng tim, hắn lùi ra sau, chỉ trừng mắt nhìn anh Nghiêu. Anh Nghiêu vẫn chưa im, tiếp tục nói: "Dân, tao chỉ là một thằng thổ chân. Tao bị thổ chân từ nhỏ. Cho mày biết, trước kia tao cũng rất xấu hổ với tật nguyền của mình. Tao mặc cảm tự ti đau khổ. Tao nghĩ rằng suốt đời tao sẽ đau khổ mãi. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, tao đã không còn mặc cảm đó. Nhờ mày giải thoát. Vì nhờ mày mà tao thấy rằng trên đời này có lắm điều khổ đau bất hạnh còn hơn cái chân thọ của tao. Lưu Hữu Văn, mày là thằng đẹp trai không bị tật, cũng thông minh khôn ngoan miệng lưỡi, cái gì mày cũng hơn tao. Nhưng tao lại thắng mày là vì tao có tâm địa ngay thẳng, quang minh chính đại. Tao suy nghĩ đúng và hành động đúng. Tao tùy thuộc nhưng lại đứng vững vàng, còn mày mày bình thường nhưng lúc nào cũng đứng bên vực thẳm. Dân, tao yêu Tiểu Sông. Tao không giấu chuyện đó, vì đó không phải là điều xấu xa. Tiểu Sông đã không chọn tao mà chọn mày. Trên tình trường rõ ràng là tao thua, chuyện thắng thua đó cũng là thường tình. Tao cũng không giấu giếm mày, nếu mày ly hôn với Tiểu Sông, tao sẽ tiếp tục theo đuổi Tiểu Sông. Nếu mày sợ chuyện đó, sao mày chẳng ăn ở đàng hoàng ở cương vị người chồng? Còn chuyện mày bảo tao quyến rũ Tiểu Sông, hay giữ tao với Tiểu Sông có hành vi ám muội, là vì mày đã có cái nhìn hẹp hòi nhỏ nhoi. Mày đã nhìn vợ mày dưới ánh mắt tiểu nhân, chứ không phải là quân tử. Tao con người quang minh chính đại, trước mặt bà nội, cha mẹ và các em tao ở đây, tao xin lấy danh dự của cả gia đình trịnh trọng tuyên bố với mày là giữa tao và Tiểu Sông không hề có hành vi xấu xa nào cả. Hữu Văn, tin hay không là quyền của mày, nhưng nếu mày là hạng nam nhi chi khí thì tao nghĩ tốt hơn mày không nên dùng quyền lực của thằng đàn ông để ức hiếp người đàn bà, nhất là người đàn bà đó đã vì mày mà hy sinh tất cả. Lời của anh Thiên Yêu làm tôi muốn vỗ tay, muốn hét lên, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh để tỏ lòng thán phục. Ông anh đáng yêu của tôi, ông anh thổ chân của tôi, sao ông anh dễ thương và đẹp trai như vậy? Tôi thấy anh như một thiên thần. Một thiên thần không chỉ kiềm chế được Hữu Văn mà còn khuất phục cả nội, cha mẹ và các chị em tôi nữa. Gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ có nội tôi lên tiếng: "Tao không ngờ thằng cháu yêu quý của tao nó đáng yêu biết chừng nào." Cha tôi nhìn nội gật gù: "Đến bây giờ con mới biết con của con nó là một thằng đàn ông ra sao." Lưu Hữu Văn đã bị quật ngã, anh ta không còn lớn lối hung hăng, mất hết nhuệ khí. Văn ngồi ngã lưng xuống ghế, hai tay ôm đầu, gương mặt trở lại đau khổ. Chúng tôi yên lặng đứng quanh, cục diện chưa biết ngã ra sao. Hữu Văn chợt lên tiếng, ngẩng lên: "Tiểu Sông, thật tình em muốn ly dị chứ?" "Dân, có phải vì Thiên Yêu không?" Tiểu Sông nói: "Không, mà là vì anh. Em không muốn trở thành một chướng ngại cho sự nghiệp của anh." "Em biết đó chỉ là một cái cớ thôi chứ?" "Em biết, nhưng em không muốn là mục tiêu của cái cớ đó. Em đã cương quyết không cho anh một cơ hội cuối cùng." Tiểu Sông nói: "Có chứ, bao giờ ly dị xong, anh vẫn còn cơ hội. Nếu anh còn yêu em, anh vẫn có thể chứng minh cho em thấy. Em sẽ chờ đợi. Bao giờ anh có một tác phẩm dài, không cần nó có được in ra hay không, chỉ cần em thấy có là chúng mình trùng phùng nhau." Mặt Hữu Văn sáng lên: "Em nói thật chứ?" Tiểu Sông nhìn quanh: "Dân, em xin thề, xin quý vị ở đây làm chứng cho lời hứa của tôi. Em cũng xin nói thật với anh, lời hứa của em đáng tin, chứ không giống như của anh." Chúng tôi nhìn nhau không hiểu Tiểu Sông bày trò gì. Chị đã ly hôn thì thôi, còn bày chi chuyện trùng phùng, hay là Tiểu Sông vẫn còn yêu Hữu Văn? Hữu Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vậy thì anh ký, cái thất bại của ngày hôm nay chắc chắn không phải là một sự thất bại mãi mãi, phải không em?" "Dân, sự thất bại của hôm nay chẳng qua chỉ là viên đá đầu tiên của sự thành công. Anh Văn, anh cứ yên tâm, nếu anh còn yêu em, anh hãy cố gắng và em sẽ chờ anh." Hữu Văn gật đầu nhiều lần: "Dân, anh thề, anh sẽ cố gắng." Và Hữu Văn ký tên lên đơn ly hôn. Anh cũng đồng ý giao quyền nuôi dưỡng san san cho Tiểu Sông. "Dù sao tôi cũng hứa là sẽ tìm mọi cách để đem được mẹ con em trở về." Hữu Văn nói với một giọng tràn đầy tin tưởng, rồi hiên ngang bước ngay ra khỏi nhà chúng tôi. Tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh của Hữu Văn lần đầu tiên đến nhà.
và thế là Tiểu Sông đã cùng chồng ly dị.